Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU chính thức chốt thương vụ Darwin Núñez 80 triệu. MU chính thức mở đàm phán ký hợp đồng quan trọng. 4 món quà MU dành tặng Ten Hag ở mùa giải mới và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU chính thức chốt thương vụ Darwin Núñez 80 triệu. Chuyên gia chuyển nhượng Pedro Almeida cho hay MU ngày càng gần một thỏa thuận với Benfica về việc ký hợp đồng với tiền đạo Darwin Núñez. Núñez vẫn còn hơn 3 năm hợp đồng với Benfica, nhưng đội bóng Bồ Đào Nha khó giữ chân ngôi sao 22 tuổi ở chuyển nhượng mùa hè. Một số đội bóng hàng đầu đua giành tuyển thủ Uruguay, trong đó MU được cho đang ở vị trí mạnh mẽ giành chiến thắng. Theo Almeida, MU do Erik ten Hag nắm từ mùa tới quyết phải sở hữu một chân sút nhạy bén trong đội, đã trả giá 80 triệu euro cho Darwin Núñez. Ngôi sao 22 tuổi đang có phong độ ấn tượng cho Benfica mùa này, ghi 34 bàn cùng 6 pha kiến tạo trong 40 lần ra sân mở đấu trường. Ronaldo ở lại MU có mặt trong đội hình Erik ten Hag. Nhà báo uy tín David Ornstein của tờ The Atlantic đưa ra những cập nhật mới nhất về tương lai của Ronaldo tại MU. Vị này khẳng định CR7 sẽ không nằm trong số những cầu thủ rời Old Trafford vào cuối mùa. Thay vào đó, Ronaldo dự kiến có mặt trong đội hình của Erik ten Hag mùa tới và xuất hiện dưới sự dẫn dắt của thầy mới đến từ Hà Lan. Hiện tại, không có dấu hiệu cho thấy tay săn bàn 37 tuổi sẽ chia tay MU vào mùa hè. Anh thậm chí còn vừa gửi thông điệp cùng nụ cười sau khi cùng MU thắng Brentford 3-0. Tôi chưa hết thời đâu. Ronaldo có hợp đồng với MU đến hè năm sau, cùng tùy chọn thêm 12 tháng. Mới đây, tờ Telegraph cho biết tân thuyền trưởng Erik ten Hag đã xác định xây dựng MU quanh 8 cầu thủ chủ chốt đội 1, bên cạnh việc mang về thêm ít nhất 3 bàn hợp đồng. Còn huấn luyện viên tạm quyền Ralf Rangnick thì cho biết Erik ten Hag sẽ quyết định tương lai của Ronaldo. Ronaldo ghi 24 bàn cho MU mùa này, trong đó có 18 bàn ở ngoại hạng Anh. Đây là số bàn thắng cao nhất mà một cầu thủ ở tuổi 37 trở lên đạt được trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. MU chính thức mở đàm phán, xác nhận chữ ký quan trọng. Thời gian gần đây, nhiều nguồn tin xác nhận rằng cả Ten Hag và cố vấn Ralf Rangnick đều đồng tình với kế hoạch đưa Paul Mitchell lên vị trí quan trọng này khi ông chuẩn bị nói lời chia tay AS Monaco. Nhà báo Nicolò Sciarra tiết lộ thêm, hiện tại hai bên đã mở cuộc đàm phán để thống nhất thỏa thuận. Như vậy, khả năng cao Mitchell sẽ trở thành tân giám đốc thể thao Man United. Mitchell từng có quãng thời gian làm việc tại xứ sương mù và đã ghi dấu ấn rõ nét trong khâu chuyển nhượng khi giúp Southampton chiêu mộ bộ đôi Sadio Mane cùng với Dejan Lovren. Năm 2014, ông đến Tottenham Hotspur và tiếp tục để lại ấn tượng bằng việc đưa về chữ ký chất lượng mang tên Song Heung-min. 4 món quà MU dành tặng Erik ten Hag ở mùa giải mới. Ở cấp độ trẻ, MU có mùa giải tương đối thành công. Sau 11 năm, MU sẽ chơi trận chung kết FA Youth Cup đầu tiên khi đối đầu với Nottingham. U23 và U18 đều đứng thứ tư trên bảng xếp hạng giải trẻ, điều mà đội bóng đang rất thèm khát vào lúc này. Với những gì đã thể hiện, 4 cầu thủ trẻ tương ứng với 4 món quà lớn có thể được dành tặng Ten Hag ở mùa giải mới. Đầu tiên là Hannibal Mabry, cầu thủ trẻ 19 tuổi mang quốc tịch Tunisia, luôn khao khát được ra sân và cống hiến cho MU. Người hâm mộ quỷ đỏ có cảm tình đặc biệt với Hannibal và cho rằng anh xứng đáng được đôn lên đội một tập luyện cùng các đàn anh hơn. Thứ hai là Alejandro Garnacho. Ở tuổi 17, có thể hiểu tại sao ban huấn luyện U23 MU lại thận trọng trong việc tung anh vào sân trong một trận đấu quan trọng như vậy. Thế nhưng, cầu thủ này có tiềm năng phát triển cực lớn nếu được chỉ dẫn đúng hướng. Thứ ba là Sola Sorothai. Anh đã gây ấn tượng rất lớn trong trận hòa 1-1 với U23 Arsenal. Sorothai đã được ra mắt đội 1 MU nhưng chưa có nhiều cơ hội được thi đấu. Cuối cùng là trường hợp của James Garner. Anh thi đấu cực hay trong áo Nottingham Forest ở mùa giải này và được đánh giá là mẫu tiền vệ phòng ngự mà MU đang rất cần. Nhiều khả năng, Garner sẽ được gọi trở lại sân Old Trafford. Ngoài ra, Álvaro Fernández, 19 tuổi, cũng là cái tên đáng được lưu tâm. MU đã bỏ ra số tiền tương đối lớn để chiêu mộ Álvaro nhưng lại chưa có dịp sử dụng nhiều. Thêm đại gia ngoại hạng Anh muốn sở hữu Darwin Núñez. Theo Miro, đại gia mới nổi Newcastle cũng đã gia nhập cuộc đua giành tiền đạo Darwin Núñez của Benfica. Trích chòe rất muốn bổ sung một tiền đạo đẳng cấp có thể dẫn dắt hàng công trong nhiều năm tới nhằm thực hiện tham vọng giành vé dự cúp châu Âu. Họ cảm thấy Núñez có đủ những tiêu chí sau khi anh có màn trình diễn ấn tượng tại C1 mùa này. Benfica được cho là sẵn sàng bán Núñez nếu thu về được ít nhất 60 triệu euro. Newcastle sẽ phải cạnh tranh với hàng loạt các ông lớn như MU, Chelsea, Tottenham, Bayern Munich để có được tiền đạo 22 tuổi.
Jesse Lingard từ chối yêu cầu của Ten Hag quyết rời MU. Theo tờ Goal, Ten Hag có ý định giữ lại Mark Rashford và Jesse Lingard ở MU. Tuy nhiên, theo BBC Sport, Lingard từ chối yêu cầu nói chuyện của Ten Hag và quyết định rời Man United. Lý do là bởi anh cảm thấy thất vọng với cách Man United đối xử với mình trong 12 tháng qua. Họ nhiều lần thất hứa khi không trao cho anh cơ hội chơi bóng. Lingard sẽ ra đi dưới dạng tự do và hiện tại, Newcastle, AC Milan, Juventus và PSG là những biến đổi tiềm năng nhất của tiền vệ người Anh. Darwin Núñez sẽ khiến MU nhanh chóng quên đi Haaland. Nhìn tổng thể, Haaland là trung phong có khả năng sân bàn ấn tượng, ghi được 85 bàn thắng sau 87 lần ra sân cho Borussia Dortmund. Mặc dù Manchester Evening News tiết lộ, giám đốc bóng đá John Murtough xác định Haaland là mục tiêu dài hạn của Quỷ Đỏ hồi tháng 3 năm ngoái. Nhưng màn trình diễn tệ hại của họ mùa giải này đã khiến anh quyết định không gia nhập đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, nhìn trên thị trường, Man United vẫn còn những chữ ký sáng giá ngoài Haaland để theo đuổi. Theo đó, mặc dù Darwin Núñez hơn Haaland 1 tuổi, nhưng anh được xem là Haaland tiếp theo của bóng đá châu Âu. Sự thăng tiến của Núñez tại Benfica khiến người ta nhớ đến quãng thời gian Haaland ở RB Salzburg. Và theo nhiều đáng nick đề xuất, việc bom tấn họ cần đặt sự quan tâm lớn cho kỳ chuyển nhượng mùa hè chính là Darwin Núñez. Mùa này, Núñez đã ghi 34 bàn sau 40 lần ra sân, bao gồm 6 bàn ở sân chơi C1. Các báo cáo cũng cho thấy Núñez có thể ra đi với mức phí chuyển nhượng khoảng 67 triệu bảng. Điều này khá hợp lý đối với một chân sút có tiềm năng lớn. Những người tiền bối của Núñez như Bruno Fernandes, Ruben Dias và Ederson đều đã thành công khi chuyển từ Bồ Đào Nha sang ngoại hạng Anh. Đó sẽ là một cơ sở để cầu thủ người Uruguay cân nhắc. Mặt khác, xét về các thông số như số bàn thắng trung bình, rê bóng thành công hay thực hiện hành động tấn công, Núñez đều nhỉnh hơn Haaland. Haaland có 1,03 bàn mỗi 90 phút, con số tương ứng của Núñez là 1,05. Đáng nói hơn, dù hệ số bàn thắng kỳ vọng của Núñez là 0,59, nhưng anh ghi được hơn một bàn một trận, tức chỉ cần một nửa cơ hội là đủ để chân sút Benfica có bàn. Trong khi đó, Haaland có số bàn thắng vượt trên kỳ vọng, nhưng không thể ngang bằng Núñez. Khả năng tận dụng cơ hội của Núñez rõ ràng vượt mặt cầu thủ người Na Uy. Tóm lại, đây là thương vụ đáng cho Man United đầu tư. Ở tuổi 22, Núñez vẫn còn tiềm năng để Quỷ Đỏ khai thác. Có thể nói, tiền đạo 23 tuổi chính xác là MU cần. Mặc dù sẽ cần phải cạnh tranh với các đại gia khác như Liverpool hay Newcastle, đội chủ sân Old Trafford hoàn toàn có ưu thế riêng cho mình, nhất là khi Ten Hag sẽ lên nắm quyền mùa giải tới. MU đón tin vui, hai nhân tố quan trọng trở lại tập luyện. MU đón tin cực vui về mặt lực lượng khi hai nhân tố quan trọng trở lại tập luyện trước thềm chuyến làm khách tới sân của Brighton ở vòng 36 ngoại hạng Anh. Vòng 36, MU sẽ hành quân tới sân của Brighton, đội bóng đã chắc chắn trụ hạng và không còn mục tiêu. Tiếp đà hưng phấn với thắng lợi đậm đà 3-0 trên sân nhà Old Trafford vòng đấu trước, MU được kỳ vọng sẽ tiếp tục hưởng niềm vui thắng trận. Trước thềm màn so tài này, MU đã đón nhận thông tin cực vui về mặt lực lượng. Hai cầu thủ quan trọng là Harry Maguire và Aaron Wan-Bissaka đều đã trở lại tập luyện. Các phóng viên Anh đã bắt được hình ảnh cả hai góp mặt trong buổi tập mới nhất cùng toàn đội. Trận đấu gần nhất Maguire và Wan-Bissaka ra sân là thất bại tuổi hổ 0-4 trước Liverpool hôm 19 tháng 4. Maguire gặp chấn thương đầu gối, còn vấn đề của Wan-Bissaka không được xác định rõ ràng. Cả hai ngồi dự bị trận gặp Arsenal và không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu cuộc đối đầu với Chelsea và Brentford. Giờ đây, Maguire và Wan-Bissaka đều đã trở lại tập luyện và hoàn thành giáo án chung với toàn đội. Nhiều khả năng, cặp đôi có thể tái xuất trong trận đấu với Brighton. Nếu như Maguire là thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự của MU, thì Wan-Bissaka được kỳ vọng có thể giải quyết vấn đề ở hành lang cánh phải, nơi Diogo Dalot đang để lại thất vọng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!